Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục với một cái chủ đề, đó là chúng ta nhập các cái contact vào trong cái tài khoản email marketing của GetItPoint. Thì trước tiên chúng ta chọn một cái phần contact. Thì ở đây nó có những phương thức sau. Phương thức là add contact, đây là chúng ta nhập trực tiếp từng một cái liên lạc một. Ví dụ như tên thì là chúng ta nhập họ tên mình vào, hoặc là họ tên của khách hàng vào đây. Ví dụ như nhập nơi Hoàng Sơn. Email là chúng ta nhập cái địa chỉ email chúng ta vào. Ví dụ email là dự báo giá vàng 2014 mốt@gmail.com chẳng hạn. Trên phần campaign nó là cái chiến lược, cái chiến dịch, thì chúng ta nhập vào chiến dịch nào đó, chúng ta muốn cái liên lạc này vào cái chiến dịch nào chúng ta để vào đó. Chúng ta bấm add contact. Thì như vậy là một contact đã được thêm vào trong cái chiến dịch là dự báo giá vàng 2015. Cái phương thức thứ hai đó là import contact, tức là chúng ta nhập vào một cái danh sách có sẵn. Bây giờ chúng có cái cách thứ nhất là chúng ta thì copy và dán cái danh sách vào đây. Ví dụ như dòng đầu tiên là tên, rồi xong phẩy cái địa chỉ email, dòng thứ hai tên phẩy địa chỉ email chẳng hạn, vân vân. Chúng ta có thể nhập như vậy, hoặc là chúng ta chọn bằng phương thức là nhập là upload một cái file. Thì chúng ta sẽ chọn cái file to file, để chọn cái file. Giờ chúng ta xem cấu trúc của cái file mà để chúng ta upload lên như sau. Cấu trúc của cái file nó là như thế này. Đầu tiên chúng ta xóa cái cột đầu tiên đi, cột đầu tiên không cần thiết. Như vậy thì chúng ta sẽ cái contact nó sẽ gồm hai cột. Cột đầu tiên là cột name là tên, cột thứ hai là email. Chúng ta trở qua cái trong phần chọn cái file này. Chúng ta tìm đến cái file danh sách chúng ta cần nhập lên, chúng ta chọn tôi bỏ bịch, sau đó chúng ta đồng ý, chúng ta click vào kế tiếp là chúng ta bấm vào import context. Và nó sẽ đưa chúng ta đến một cái trang mới. Cái trang này nó xác nhận thông tin đầu tiên là cấu trúc nó đã trình bày là đúng, là name là họ tên, thứ hai là email. Nếu chúng ta kiểm tra đúng, chúng ta bấm Next Step, tức là qua cái bước kế tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta chọn vào trong cái chiến dịch. Ví dụ như chúng ta để nguyên thì chúng ta vô chiến dịch của dự báo giá vàng 2015. Còn nếu chúng ta chọn chiến dịch dự báo giá vàng 2014 thì chúng ta sẽ chọn vào nút sổ và chọn vào đấy. Chúng ta add vào trong cái gọi là Cycle D. Ở đây thì cái chức năng này dùng để nó gửi mail tự động. Thì chúng ta có nhập vào đây để chúng ta biết là như vậy. Để tất cả các contact nó sẽ vào đó. Chúng ta bấm import, bấm Philip import. Thì nó qua cái phần kế tiếp là contact. Contact đã thực hiện rồi, tức là nó thêm một contact mới đã vào và cập nhật một contact cũ. Bây giờ chúng ta vào trong search contact, chúng ta kiểm tra chúng ta đã có bao nhiêu contact. Như vậy chúng ta đã có ba contact. Cái một cái contact đầu tiên hồi nãy là chúng ta nhập qua mấy cái landing page đó, landing page chào mừng. Rồi còn cái bán Hoàng Sơn ở đây là nãy chúng ta nhập thủ công, chúng ta nhập vô ở từng người một là manually ha. Cái Hoàng Hậu Sơn ở đây là chúng ta nhập vô cái landing page hồi nãy là landing page của cái chào mừng đầu tư, những nhà đầu tư tại nhà đó. Còn cái contact thứ ba này là mới nhập vào bằng cái danh sách. Như vậy thì chúng ta đã có thông cái danh sách khách hàng ở đây rồi, thì chúng ta có thể thực hiện cái việc gửi mail. Chúc các bạn thực hiện thành công.